Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay của chúng tôi sẽ có những nội dung chính sau đây. Hội đồng hương Lào Cai tại Hà Nội, cầu nối giữa những người con Lào Cai đang công tác, làm việc, sinh sống tại thủ đô hướng về quê hương. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, địa chỉ khám chữa bệnh uy tín ở khu vực Tây Bắc. Gương người bí thư chi bộ gương mẫu ở vùng cao Sapa, Lào Cai. Trong phần tin quốc tế, Liên Hợp Quốc xác định trọng tâm hòa đàm Syria. Quân đội Iraq đẩy mạnh tấn công ở Tây Mosul. Sau đây là nội dung chi tiết chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Ngày 26 tháng 2, Hội đồng Hương Lào Cai tại Hà Nội đã tổ chức họp mặt đầu xuân Đinh Dậu 2017. Dự cuộc gặp mặt có đồng chí Giàng Xeo Phử, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, trưởng Ban liên lạc Hội đồng Hương Lào Cai tại Hà Nội. Đồng chí Bùi Quang Vinh, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai. Đồng chí Nguyễn Hữu Vạn, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Tổng Kiểm toán Nhà nước, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, cùng đông đảo bà con quê hương Lào Cai đang sinh sống, công tác, học tập tại Hà Nội. Về phía lãnh đạo tỉnh Lào Cai có đồng chí Hà Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Giàng Mạnh Nhà, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Hội đồng Hương Lào Cai được thành lập từ năm 1980 là nơi tập hợp những người con của quê hương Lào Cai hoặc từ các vùng quê khác đã từng công tác, cống hiến nhiều năm tại vùng cao biên giới Lào Cai, nay đang sinh sống, công tác trên địa bàn Hà Nội. Đến nay, Hội đồng Hương Lào Cai tại Hà Nội có trên 600 hội viên với 14 tổ, chi hội. Trong những năm qua, những người con của Lào Cai sinh sống và làm việc tại Hà Nội luôn đoàn kết xây dựng tổ chức hội vững mạnh và không ngừng phát triển. Hội đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa như mừng thọ, thăm hỏi hội viên ốm đau khi có việc hiếu hỉ. Đặc biệt, những người con của quê hương Lào Cai đã không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nghĩa vụ công dân, ra sức học tập, lao động, công tác, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển chung của thủ đô Hà Nội nói riêng và của đất nước nói chung. Bên cạnh đó, hội đã có nhiều hoạt động thiết thực hướng về quê hương như vận động ủng hộ quỹ khuyến học, trao quà Tết cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, ủng hộ bằng vật chất và tinh thần cho đồng bào Lào Cai mỗi khi có thiên tai hoạn nạn, tư vấn giới thiệu, tạo việc làm cho nhiều lao động Lào Cai làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ở thủ đô Hà Nội. Năm 2017, Hội đồng Hương Lào Cai tại Hà Nội xác định tập trung kiện toàn công tác tổ chức, thành lập các tổ, chi hội trẻ và chi hội theo lĩnh vực ngành nghề, tổ chức tốt các hoạt động chung của hội, phát động phong trào hướng về quê hương bằng những việc làm cụ thể như hỗ trợ xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, khen thưởng học sinh, sinh viên, vận động viên, ca sĩ là người dân tộc thiểu số của Lào Cai đạt thành tích cao trong các cuộc thi quốc gia, quốc tế, giới thiệu các nhà đầu tư trong nước và quốc tế đến Lào Cai đầu tư, liên doanh, liên kết một số dự án phát triển kinh tế, xã hội và môi trường. Năm 2017 cũng là năm diễn ra rất nhiều cái công việc quan trọng. Đất nước đang trên đường đổi mới và chúng ta sẽ đem hết sức mình để cùng góp phần vào việc xây dựng đất nước, xây dựng quê hương Lào Cai của chúng ta thu được nhiều kết quả hơn nữa. Đi liền với cái việc xây dựng chung thì trên quê hương Lào Cai của chúng ta cũng thu được rất nhiều kết quả rất đáng trân trọng và tự hào. Có nhiều đồng chí, các đồng chí có thể nói là nếu có cơ hội, có điều kiện thì các đồng chí quay lại Lào Cai thì các đồng chí sẽ nhìn thấy cái sự đổi thay và sự phát triển vượt bậc của tỉnh Lào Cai chúng ta nói chung, đồng bào các dân tộc, của đảng bộ, cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng vũ trang nhân dân của chúng ta. Tại cuộc họp mặt, hội đã tiến hành kiện toàn tổ chức, bầu ban liên lạc gồm 6 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Hữu Vạn, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Tổng Kiểm toán Nhà nước, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, được bầu làm trưởng ban liên lạc Hội đồng Hương Lào Cai tại Hà Nội, thay cho đồng chí Giàng Xeo Phử. Trong không khí đầm ấm của buổi họp mặt, đồng chí Hà Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai đã thay mặt cấp ủy, chính quyền và nhân dân Lào Cai kính chúc các hội viên và gia đình hội viên Hội đồng Hương Lào Cai tại Hà Nội luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và đạt nhiều thành công trong năm mới 2017. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đã thông tin khái quát về những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Lào Cai đã đạt được trong năm qua.
ghi nhận, cảm ơn những đóng góp của Hội đồng Hương Lào Cai tại Hà Nội đối với sự phát triển của Lào Cai, khẳng định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Lào Cai đang nỗ lực cố gắng cao độ để đến năm 2020, Lào Cai sẽ trở thành tỉnh phát triển của khu vực Tây Bắc như nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 đã đề ra. Chúng tôi rất mong muốn trong năm 2017 thì tỉnh Lào Cai tiếp tục được đón nhận sự ủng hộ của các bộ ngành trung ương và đặc biệt là rất mong tiếp tục được đón nhận những cái tình cảm rất tốt đẹp của các ông bà, cô chú, anh chị, các quý vị trong Hội đồng Hương của Lào Cai bằng những cái tình cảm và sự chia sẻ, góp ý để Lào Cai tiếp tục xây dựng tỉnh của chúng ta phát triển ngày càng mạnh mẽ. Và cũng nhân dịp này thì cho phép tôi được thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lào Cai, đại diện cho các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, xin được trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, sự quan tâm hỗ trợ về cả vật chất lẫn tinh thần của Hội đồng Hương Lào Cai tại thủ đô Hà Nội đối với tỉnh Lào Cai trong suốt nhiều năm vừa qua. Đồng chí Hà Thị Nga đề nghị những người con của quê hương Lào Cai tại Hà Nội tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp và truyền thống của quê hương, vượt lên mọi khó khăn, tích cực học tập, công tác, lao động sản xuất và luôn hướng về quê hương với những tình cảm, việc làm cụ thể, cùng góp sức xây dựng quê hương Lào Cai ngày càng phát triển và giàu mạnh. Cũng tại buổi họp mặt, ban tổ chức đã mừng thọ 130 hội viên đang sinh hoạt trong Hội đồng Hương Lào Cai tại Hà Nội. Sáng ngày 27 tháng 2, Ban chỉ đạo chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai đã tổ chức lễ công bố xã Xuân Giao đạt chuẩn nông thôn mới và phát động chung tay xây dựng nông thôn mới huyện Bảo Thắng năm 2017. Tới dự chung vui với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương có đồng chí Lê Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Đồng chí Lê Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao bằng và cờ công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Xuân Giao. Phát biểu ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà địa phương đã đạt được sau 5 năm thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đồng chí nhấn mạnh, việc được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đã khó, việc duy trì và phát triển các tiêu chí đã đạt được còn khó khăn hơn gấp nhiều lần. Vì vậy, trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và bà con nhân dân cần tiếp tục tích cực duy trì và phát triển các tiêu chí đã đạt được, tập trung xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp mới mang lại hiệu quả cao để nâng cao đời sống nhân dân, từ đó có thêm các điều kiện để xây dựng nông thôn mới ngày càng văn minh phát triển. Nhân dịp này có 5 cá nhân đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai tặng bằng khen do có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Lào Cai xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Ông Giàng A Khoa, bí thư chi bộ 5, thôn Xéo Mí Tỉ, xã Tà Văn, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai, năm nay đã 62 tuổi đời và hơn 30 năm tuổi đảng. Nhiều năm nay, ông luôn gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào, tận tâm tận lực với công việc, nhất là trong phong trào vận động nhân dân trồng rừng và chăm sóc bảo vệ rừng. Năm 2008, sau khi về nghỉ chế độ, ông Giàng A Khoa được tín nhiệm bầu làm bí thư chi bộ thôn Xéo Mí Tỉ, huyện Sapa. Đây là thôn nằm trong vùng lõi của vườn quốc gia Hoàng Liên. 100% số hộ là đồng bào dân tộc Mông. Đời sống, kinh tế và nhận thức của bà con về các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước còn rất hạn chế. Các tập tục lạc hậu, đặc biệt là những hành vi xâm hại tài nguyên rừng diễn ra phổ biến. Trên cương vị mới, bí thư chi bộ Giàng A Khoa đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn minh, từng bước xóa bỏ các tập tục lạc hậu. Luôn gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng từ người dân để có những đề xuất lên xã, lên huyện, đồng thời gương mẫu đi đầu trong mọi công việc, nhất là trong công tác bảo vệ rừng và phát triển kinh tế, trở thành một tấm gương sáng trong cộng đồng. Khi mà có gì mà xảy ra để bà con không nắng để dỗ ấy, thì tôi không giải thích được thì tôi cũng nhờ cả gọi chú Khoa. Cái công tác mà chương trình về trong thôn ấy thì chú Khoa thì chú rất là vận động bà con cũng nghe thiếu hơn. Bằng uy tín của mình, ông Khoa đã cùng các cán bộ vườn quốc gia Hoàng Liên tích cực vận động bà con trong thôn bảo vệ rừng và trồng rừng.
giải thích tỉ mỉ cho đồng bào mình về những thiệt hơn giữa việc bảo vệ, phát triển rừng với việc xâm hại, làm ảnh hưởng đến tài nguyên rừng vì những nguồn lợi nhỏ trước mắt. Đặc biệt, từ năm 2014, ông Khoa đã vận động nhân dân tham gia dự án trồng cây sơn của Vườn Quốc gia Hoàng Liên. Để người dân tin và cùng đồng lòng thực hiện, ông đã tự mình nhận và tham gia nhóm hộ trồng rừng với diện tích 8 hectare. Dân rất khổ, vì rất khổ không có gì thì coi như là bây giờ mình phải mà vận động cho nhân dân, con cháu đi học hành, trước mắt phải đi học hành để cho con cháu nó có trình độ văn hóa. Thứ hai nữa là tôi thấy là coi như là cái dân vận là phải khéo, không khéo thì coi như là dân nó chả hiểu thì nó không nghe. Về phát triển kinh tế, do tích cực tìm tòi, áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa các giống mới có năng suất cao và vật nuôi phù hợp vào sản xuất, nên trung bình một năm, gia đình ông Giàng A Khoa thu được khoảng 100 bao thóc, 1 tấn thảo quả, nuôi 20 con lợn, hàng trăm con gà vịt, cùng đàn trâu và dê hơn 10 con, tạo ra một mô hình phát triển kinh tế hiệu quả để bà con học hỏi, làm theo. Ông Giàng A Khoa thì cũng là một trong những đồng chí bí thư chi bộ lâu năm, đồng thời thì ông cũng đã từng trải qua công tác của xã, thì cũng phải nói rằng là đồng chí cũng rất là tích cực trong cái vấn đề về phát triển kinh tế xã hội cũng như là tuyên truyền vận động bà con ở trong thôn 60 tỷ. Thì thấy rằng là ông ấy cũng là một người rất là tín nhiệm ở trong thôn. Đấy, thì trong cái công tác phát triển kinh tế xã hội và công tác trồng rừng vân vân thì đối với ông thì cũng là luôn luôn là tích cực đấy, vận động bà con, nhưng mà và trong gia đình ông ấy cũng là những người là thực hiện đầu tiên. Với những nỗ lực như vậy trong công tác đảng và công tác vận động quần chúng, bí thư chi bộ Giàng A Khoa đã nhận được nhiều phần thưởng của các cấp, các ngành. Trong đó, ông rất tự hào được nhận bằng khen do có thành tích xuất sắc trong thực hiện chỉ thị số 06 của Thủ tướng Chính phủ về phát huy vai trò của người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Ban Thường vụ Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai vừa tổ chức lễ phát động Tháng Thanh niên năm 2017 với chủ đề Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị và hưởng ứng năm du lịch quốc gia 2017. Dự lễ phát động có hơn 100 đoàn viên thanh niên của Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh và Đoàn phường Nam Cường, thành phố Lào Cai. Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Tháng Thanh niên năm 2017, Ban Thường vụ Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai đã kêu gọi các đoàn viên thanh niên phát huy sức trẻ, xung kích mạnh mẽ trong các hoạt động xã hội, trong đó tập trung thực hiện cuộc vận động Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác. Mỗi đoàn viên là một việc tốt, mỗi cơ sở đoàn đảm nhận một phần việc gắn với chủ đề hoạt động của Tháng Thanh niên 2017. Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, hưởng ứng năm du lịch quốc gia 2017, tiếp tục triển khai hiệu quả hai phong trào lớn, năm xung kích phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ Tổ quốc và bốn đồng hành với thanh niên trong lập thân lập nghiệp. Với phương châm, mỗi đoàn viên thanh niên một việc tốt, mỗi cơ sở đoàn một hoạt động thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới. Tại buổi lễ, các tổ chức đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh đã ký cam kết nhận giúp đỡ 24 em học viên khuyết tật đang theo học tại Trung tâm Dạy nghề Tư thục Phú Minh, trao 5 con lợn giống và 10 chiếc giường với tổng trị giá gần 40 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, là bệnh viện tuyến cuối của tỉnh, những năm qua, chất lượng khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai đang ngày càng được nâng lên. Đặc biệt là từ năm 2013, khi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai bắt đầu thực hiện đề án Bệnh viện Vệ tinh, chính thức trở thành Bệnh viện Vệ tinh của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức, thì trình độ chuyên môn, kỹ thuật nghiệp vụ của đội ngũ thầy thuốc tại bệnh viện ngày càng đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ công tác khám và điều trị bệnh. Đã có rất nhiều những ca bệnh nặng, phức tạp được phẫu thuật điều trị tại đây, giúp người bệnh tiết kiệm thời gian, chi phí điều trị, giảm đáng kể tỷ lệ bệnh nhân phải chuyển tuyến trung ương. Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2, phóng sự sau đây sẽ là ghi nhận, tri ân đối với các y bác sĩ đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai và tất cả những người thầy thuốc đang thầm lặng cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trong quá trình tham gia đề án Bệnh viện Vệ tinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai đã thực hiện được một số kỹ thuật điều trị ca bệnh mà trước đây tỷ lệ chuyển tuyến là 100%, nay chỉ còn dưới 20%. Thậm chí nhiều kỹ thuật tỷ lệ chuyển tuyến đã giảm về 0%.
như tán sỏi niệu quản, nội soi ngược dòng, kỹ thuật gây mê hồi sức trong mổ bệnh nhân đa chấn thương, kỹ thuật mổ máu tụ trong não. Để có được những tiến bộ vượt bậc như vậy, theo thạc sĩ Phạm An Hùng, giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, ngoài việc tiếp nhận những kỹ thuật mới tiên tiến từ các bệnh viện tuyến trung ương, những năm qua, Bệnh viện Đa khoa Lào Cai đã không ngừng đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới quản lý, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ người bệnh, quản lý khám chữa bệnh theo mô hình bệnh viện thông minh. Theo đó, định hướng đến năm 2020, bệnh viện phấn đấu trở thành bệnh viện hạng 1 với quy mô 1.000 giường bệnh, đồng thời sẽ xây dựng trung tâm ung bướu, phát triển thêm nhiều kỹ thuật mới, trở thành địa chỉ tin cậy về khám bệnh, chữa bệnh của nhân dân trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai xác định là không ngừng nâng cao chất lượng của bệnh viện để khám và điều trị cho bệnh nhân, nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai bằng các đầu tư trang thiết bị, cử các bác sĩ đi học các kỹ thuật ở tuyến trên để về áp dụng cho bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đồng thời là rèn luyện những kỹ năng giao tiếp ứng xử để đáp ứng cái sự hài lòng của người bệnh. Và chúng tôi cũng không ngừng nâng cao cái chất lượng bệnh viện. Bệnh viện tốt luôn cần đến những thầy thuốc giỏi. Bởi vậy, nhiều năm qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai đã luôn chú trọng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ thầy thuốc giỏi nghề và luôn hết lòng vì người bệnh. Bác sĩ Đinh Ngọc Dũng, trưởng khoa ngoại tổng hợp, đã có 33 năm gắn bó với nghề y, trong đó có gần 20 năm công tác tại chuyên ngành ngoại khoa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai. Không chỉ giỏi chuyên môn, bác sĩ Dũng còn luôn say mê nghiên cứu khoa học để áp dụng hiệu quả vào công tác khám chữa bệnh của đơn vị. Nổi bật nhất là anh cùng các đồng nghiệp áp dụng thành công quy trình nghiên cứu chuẩn đoán và điều trị 9 bệnh ngoại khoa tiêu hóa. Nhờ đó, các ca phẫu thuật phức tạp như ung thư dạ dày, ung thư trực tràng đã được thực hiện thành công ngay tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai. Tâm huyết, y đức là những từ mà đồng nghiệp và bệnh nhân luôn dành để nói về thầy thuốc Đinh Ngọc Dũng, bác sĩ hàng đầu về ngoại khoa của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai. Cái điều cũng rất là quan trọng trong cái môi trường làm việc là cái sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, rồi là của lãnh đạo ngành, của bệnh viện, thường xuyên quan tâm chỉ đạo, động viên anh em, khích lệ các cái y bác sĩ làm việc. Có được một cái môi trường, có một cái điều kiện làm việc tốt, một cái môi trường làm việc đoàn kết, an toàn, lành mạnh thì các y bác sĩ rất là hăng say phấn khởi để mà không ngừng học tập, làm chủ với thiết bị kỹ thuật cũng như là các cái thiết bị máy móc để ngày càng phát huy được cái hiệu quả của cái đầu tư và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Với y thuật và y đức ngày càng cao, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai đã và đang là địa điểm khám chữa bệnh tin cậy, giúp cho người bệnh được thụ hưởng nhiều dịch vụ y tế kỹ thuật cao ngay tại địa phương. Các y bác sĩ ở đây là rất quan tâm tôi, mà lúc nào cũng đến trực tiếp để mà xem thuốc men tất cả các thứ, rồi chỗ vết mổ các thứ. Nói chung là các bác sĩ rất là quan tâm. Những kết quả đã đạt được sẽ là tiền đề quan trọng để Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai tiếp tục nỗ lực đổi mới, phát triển cả về năng lực khám, điều trị bệnh và quản trị với việc thực hiện đơn vị sự nghiệp tự chủ, đủ sức đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ mới đặt ra trong công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân các dân tộc Lào Cai và khu vực Tây Bắc Tổ quốc. Trung tâm Y tế thành phố Lào Cai vừa tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 62 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam, ngày 27 tháng 2 năm 1955, ngày 27 tháng 2 năm 2017. Trong năm qua, ngành y tế thành phố đã thực hiện thành công các nhiệm vụ lớn, không để xảy ra dịch bệnh lớn trên địa bàn. Thực hiện tiêm chủng cho trẻ em đạt 99%, hoàn thành chương trình phòng chống mù lòa với sự giúp đỡ của Bệnh viện Mắt Hà Đông và Đoàn Phật tử Chùa Quang Minh. Các chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần tại cộng đồng, bướu cổ, tăng huyết áp, đái tháo đường, y tế trường học đều đạt kết quả tốt. Trong năm, đã khám chữa bệnh cho hàng nghìn lượt người, không để xảy ra sai sót về chuyên môn. Công tác phối hợp y tế qua biên giới thường xuyên được duy trì, phòng chống dịch bệnh, phòng chống sốt rét, sốt xuất huyết, HIV qua biên giới. Trong dịp này, đã có 2 cá nhân được nhận bằng khen của Bộ Y tế, 2 tập thể được tặng cờ thi đua xuất sắc, 3 cá nhân được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen trong phong trào thi đua bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Tiểu đoàn huấn luyện cơ động Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai vừa khai giảng khóa huấn luyện chiến sĩ mới đợt 1 năm 2017 cho 79 tân binh vừa nhập ngũ.
với mục đích huấn luyện thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, trở thành người chiến sĩ bộ đội biên phòng, có giác ngộ chính trị, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, có kỷ luật nghiêm, thể lực tốt, phẩm chất tác phong của người quân nhân cách mạng. Đảng ủy Ban Chỉ huy Tiểu đoàn Huấn luyện Cơ động đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nơi ăn trốn ở để đảm bảo tốt nhất cho việc huấn luyện tân binh. 79 tân binh sẽ được huấn luyện trong hơn 4 tháng. Kết thúc khóa huấn luyện, phấn đấu 100% chiến sĩ mới, tiến bộ rõ rệt về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, có trình độ về kỹ chiến thuật cá nhân, sử dụng thành thạo các loại vũ khí được trang bị, có kiến thức cơ bản về nghiệp vụ biên phòng, có ý thức kỷ luật tốt, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, biết vận dụng những môn, bài đã học vào thực tế ở đồn, trạm biên phòng, địa bàn công tác, góp phần làm tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc và trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên phòng. Theo thống kê của ngành nông nghiệp Lào Cai, thì toàn tỉnh hiện có 118 hectare trồng cây dược liệu có áp dụng công nghệ cao. Phần lớn diện tích này do doanh nghiệp liên kết, hợp đồng với nông dân trồng trên quy mô lớn. Cụ thể là có hơn 28 hectare cây dược liệu được trồng ứng dụng công nghệ cao và 89,3 hectare canh tác theo hướng ứng dụng công nghệ cao. Diện tích trồng cây dược liệu tập trung ở các huyện Sapa, Bắc Hà, Simacai, Bát Sát, Mường Khương với những loại cây trồng chính như atiso, xuyên khung, tam thất, đương quy, thạch học. Công nghệ được áp dụng trong trồng cây dược liệu ở Lào Cai là canh tác trong hệ thống nhà lưới, sử dụng màng ni lông bao phủ luống, sử dụng hệ thống nước tưới tự động hoặc bán tự động, sử dụng công nghệ trong sơ chế, bảo quản sản phẩm sau thu hoạch. Hầu hết diện tích trồng dược liệu hiện nay đều được các doanh nghiệp dược liệu liên kết đặt hàng thu mua theo hợp đồng. Doanh nghiệp hỗ trợ hướng dẫn nông dân kỹ thuật canh tác, vốn đầu tư cây giống, phân bón nên đã thu hút được khá nhiều nông dân chuyển đổi sang trồng cây dược liệu. Giá trị thu nhập bình quân trên 1 hectare trồng cây dược liệu đạt 150 triệu đồng trên năm, trong đó lợi nhuận khoảng trên 80 triệu đồng. Riêng các diện tích canh tác tam thất cho lợi nhuận tới trên 300 triệu đồng. Trong năm 2017, nhiều địa phương trong tỉnh chủ trương tiếp tục mở rộng diện tích trồng dược liệu ứng dụng công nghệ cao lên khoảng 135 hectare. Dựa vào vùng sinh thái, thổ nhưỡng, tỉnh sẽ quy hoạch phát triển từng loại dược liệu cho mỗi địa phương và tiến hành xây dựng thương hiệu, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm dược liệu. Trong khi đó, thì với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng đặc thù, huyện Simacai đang phấn đấu phát triển cây ăn quả trở thành loại cây thế mạnh trong phát triển kinh tế xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Theo nghị quyết về phát triển các loại cây ăn quả của Ban Thường vụ huyện ủy Simacai, thì đến năm 2020, huyện sẽ mở rộng diện tích trồng cây ăn quả ôn đới lên 495 ha, trong đó có 279 ha mận địa phương, trên 58 ha lê xanh, 125,6 ha lê tai nung và 32 ha cây sơn tra. Hiện tại, toàn huyện Simacai đã trồng được hơn 200 ha cây ăn quả. Bà con tại nhiều xã đã tiến hành nhân giống, trồng thêm một số loại cây mới, bước đầu cho kết quả khả quan. Để phát triển cây ăn quả theo hướng hàng hóa, trong thời gian tới, huyện Simacai sẽ tập trung giải quyết các khó khăn như diện tích manh mún, việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật còn hạn chế, đầu ra sản phẩm chưa ổn định, để người dân yên tâm khai thác thế mạnh về khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương vào việc phát triển vùng cây ăn quả ôn đới. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã liên tục thông tin trong các chương trình thời sự gần đây, chủng virus H7N9 đang có nguy cơ rất cao xâm nhập vào Việt Nam qua đường biên giới. Trước thực trạng này, cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai vừa tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm và gửi phân tích virus cúm gia cầm H7N9. Chợ Nguyễn Du có đến vài chục hộ kinh doanh gia cầm, tất cả đều mổ bán gia cầm sống. Gia cầm được các tiểu thương nhập về từ nhiều nguồn khác nhau, mổ và bán lẻ tại chợ. Những năm trước, khi Lào Cai xảy ra dịch cúm gia cầm chủng virus H5N1, những tiểu thương ở đây đã có thêm nhiều kinh nghiệm trong việc chủ động phòng ngừa. Sử dụng khẩu trang, găng tay khi giết mổ là việc làm cần thiết. Cùng với đó, các hộ kinh doanh cũng bảo nhau chủ động phun hóa chất khử trùng định kỳ tại khu vực giết mổ. Các tiểu thương hy vọng cách làm này sẽ giúp hạn chế đến mức thấp nhất các chủng virus gây nên cúm gia cầm ở Lào Cai. Cũng nghe những dịch bệnh thì cảm thấy cũng lo âu, nhưng hôm nay có đoàn đến phun đây rồi, chúng tôi rất mừng và hy vọng sẽ không bao giờ có dịch đến cái Lào Cai này. Kể cả các anh không kiểm tra, chúng tôi hàng tuần vẫn tự bảo quản đấy, hàng của mình vẫn phun tuần một lần, ít nhất mà nắng chúng tôi tuần hai lần. Trong đợt đầu, cơ quan chức năng đã tiến hành lấy 200 mẫu đơn tại hai địa bàn trọng điểm là chợ Nguyễn Du của thành phố Lào Cai và chợ phiên trung tâm huyện Simacai. Mỗi địa bàn này sẽ lấy 100 mẫu gửi phân tích tại Hà Nội.
mẫu bệnh phẩm được lấy là dịch trong mỏ gia cầm. Dự kiến vào ngày 28 tháng 2, Lào Cai sẽ có kết quả xét nghiệm chủng virus cúm gia cầm. Nếu kết quả mà là dương tính thì ngành thú y sẽ tổ chức chống dịch giống như là một ổ dịch mới xảy ra. Và nếu mà kết quả dương tính thì chúng tôi sẽ thông báo cho chủ gia cầm biết, cũng như là tuyên truyền cho mọi người cách phòng chống. Sau đó là tiến hành phun khử trùng toàn bộ khu vực buôn bán cũng như nơi nhốt gà. Để việc sử dụng gia cầm an toàn, người tiêu dùng cần có địa chỉ mua rõ ràng, không ăn gia cầm mắc bệnh, hạn chế tiếp xúc với gia cầm khi không cần thiết. Đồng thời giữ gìn vệ sinh cá nhân, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, nhất là vào thời điểm giao mùa như hiện nay. Tiếp theo sẽ là những tin tức quốc tế đáng chú ý. Liên quan tới vòng hòa đàm Syria đang diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ, Liên Hợp Quốc ngày hôm qua đã hối thúc phe đối lập Syria thành lập một mặt trận thống nhất để đàm phán trực tiếp với chính phủ Syria. Liên Hợp Quốc cũng nêu lên những vấn đề chính mà các bên tại Syria cần tập trung đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần 6 năm qua tại quốc gia Trung Đông này. Lời kêu gọi được đặc phái viên Liên Hợp Quốc về vấn đề Syria, ông Staffan de Mistura đưa ra trong cuộc gặp riêng rẽ với đại diện phe phái đối lập Syria tại Geneva, Thụy Sĩ. Ông de Mistura đã trao cho các bên tham gia hòa đàm tại Geneva một văn kiện, trong đó nêu rõ những vấn đề cần tập trung đàm phán, gồm thành lập chính phủ chuyển tiếp, soạn thảo hiến pháp mới và tiến hành các cuộc bầu cử. Trong khi đó, trưởng phái đoàn chính phủ Syria, ông Bashar Jafari kêu gọi các bên cần ưu tiên vấn đề chống khủng bố vào chương trình nghị sự. Ông de Mistura thừa nhận cần có thêm một vài vòng hòa đàm nữa thì các bên mới có thể đạt được bất kỳ thỏa thuận nào. Đồng thời nhấn mạnh, trước khi kết thúc vòng đàm phán hiện tại, dự kiến kéo dài đến ngày 5 tháng 3, các bên cần đạt được sự hiểu biết chung sâu sắc hơn về cách thức tiến hành các vòng đàm phán trong tương lai. Vòng hòa đàm tại Syria lần này đang bị phủ bóng đen do cuộc tấn công đẫm máu trên thực địa, mới nhất là vụ tấn công liều chết tại Homs, thành phố lớn thứ 3 Syria, hôm 25 tháng 2 vừa qua, khiến nhất 42 người thiệt mạng. Các bên tham gia hòa đàm Syria tại Geneva đã chỉ trích mạnh mẽ vụ tấn công. Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria khẳng định đây là một hành động cố ý hủy hoại các nỗ lực đem lại hòa bình cho quốc gia Trung Đông này. Chỉ còn gần 2 tháng nữa sẽ diễn ra vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống Pháp. Kết quả thăm dò dư luận được công bố tối ngày 26 tháng 2 cho thấy bà Marine Le Pen, Chủ tịch Đảng Cực hữu Mặt trận Quốc gia và nhà lãnh đạo phong trào tiến bước Emmanuel Macron sẽ là hai ứng cử viên sáng giá chiến thắng vòng bỏ phiếu thứ nhất. Trong khi đó, ứng cử viên cánh hữu, cựu Thủ tướng François Fillon nhiều khả năng sẽ bị loại bỏ khỏi cuộc đua sau khi đánh mất sự ủng hộ do bê bối lạm dụng quyền lực. Theo kết quả của thăm dò do hãng Kantar Sophos OnePoint tiến hành, hai ứng cử viên Marine Le Pen và Emmanuel Macron sẽ vượt lên dẫn đầu ở vòng 1 với tỷ lệ ủng hộ lần lượt là 27% và 25%. Với việc mất 2 điểm, ứng cử viên cánh hữu François Fillon chỉ nhận được 20% sự ủng hộ, đứng ở vị trí thứ 3, đồng nghĩa với việc ông sẽ dừng chân ngay tại vòng 1. Giới quan sát cho rằng, việc cựu Bộ trưởng Kinh tế Emmanuel Macron chấp nhận đề nghị liên minh với Chủ tịch Đảng Phong trào Dân chủ François Bayrou đã giúp ông tăng thêm sức mạnh, vượt qua các ứng cử viên khác và có thể đánh bại bà Le Pen. Có tới 73% số cử tri của Đảng Phong trào Dân chủ đã khẳng định sẽ bỏ phiếu cho ông Macron. Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ bà Marine Le Pen tiếp tục tăng, mặc dù bà đang vướng vào nhiều bê bối tài chính. Trước đó, bà bị cáo buộc chiếm dụng khoảng 340.000 đô la Mỹ từ Nghị viện châu Âu để trả lương cho các trợ lý. Hiện, bà Le Pen cũng dẫn đầu về tỷ lệ cử tri chắc chắn bỏ phiếu, khi có tới 78% những người đã lựa chọn bà trong phiếu thăm dò, khẳng định chắc chắn về lựa chọn của mình. Sáng ngày 27 tháng 2, quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-an đã bác bỏ đề nghị của nhóm công tố viên đặc biệt về việc kéo dài cuộc điều tra vụ bê bối liên quan đến Tổng thống Park Geun-hye và người bạn thân Choi Soon-sin. Quyết định này đã gây ra những phản ứng trái ngược của các chính đảng Hàn Quốc. Phát biểu với báo giới, người phát ngôn của quyền Tổng thống Hàn Quốc Hwang Kyo-an nêu rõ cuộc điều tra của nhóm công tố đặc biệt đã đáp ứng mục đích điều tra và việc kết thúc điều tra theo đúng kế hoạch là vì lợi ích tốt nhất của đất nước.
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, quyền Tổng thống đã quyết định việc không gia hạn cuộc điều tra đặc biệt là điều tốt nhất cho sự ổn định của đất nước. Quyết định này được đưa ra chỉ một ngày trước khi thời hạn điều tra kéo dài 70 ngày hiện nay kết thúc. Nếu ông Hwang Kyo-an chấp thuận đề nghị của nhóm công tố viên đặc biệt, các công tố viên sẽ có thêm một tháng để điều tra vụ bê bối. Quyết định của ông Hwang ngay sau đó đã gây ra những phản ứng trái ngược của các chính đảng Hàn Quốc. Đảng Hàn Quốc Tự do cầm quyền cho rằng ông Hwang đã đưa ra một quyết định cứng rắn vì lợi ích và sự ổn định của quốc gia không bị ảnh hưởng bởi những đe dọa và sức ép bất hợp pháp. Trong khi đó, các đảng đối lập đã bày tỏ sự thất vọng. Ngày 26 tháng 2, quân chính phủ Iraq với sự hỗ trợ của liên quân do Mỹ đứng đầu tiếp tục đẩy mạnh cuộc tiến công đẩy lùi tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng ở phía tây Mosul. Mục tiêu của chiến dịch là nhằm thiết lập tuyến đường viện trợ trọng yếu nối phía Tây với khu vực tái chiếm ở Đông Mosul, hiện do quân chính phủ kiểm soát. Trong tuần vừa qua, quân đội chính phủ Iraq đã phát động cuộc tấn công nhằm đánh bật các tay súng IS ở phía Tây thành phố Mosul và đạt được những bước tiến đáng kể. Hiện quân đội đang tìm cách tiến sâu hơn đến khu vực cây cầu ở cực nam thành phố, bắc qua sông Tigris nhằm thiết lập tuyến đường viện trợ trọng yếu nối bờ Tây với bờ Đông Mosul. Sông Tigris chia cắt Mosul thành hai khu vực Đông và Tây. Tuy nhiên, toàn bộ 5 cây cầu qua sông này đều bị hư hỏng trong những đợt không kích của liên quân chống khủng bố do Mỹ đứng đầu hoặc do chính các tay súng IS cố tình phá hủy nhằm cắt đứt mọi tuyến đường nối với Đông Mosul. Hồi tháng trước, các lực lượng quân đội Iraq đã giành quyền kiểm soát Đông Mosul. Nếu quân đội Iraq đánh bại IS tại Mosul, thành phố lớn thứ hai và là thành trì quan trọng cuối cùng của tổ chức khủng bố này tại Iraq, chiến thắng này sẽ chấm dứt cái gọi là giấc mơ thành lập Vương quốc Hồi giáo của IS tại Trung Đông. Một tư lệnh quân đội Mỹ tại Iraq mới đây nhận định rằng trong vòng 6 tháng tới, các lực lượng được Mỹ hỗ trợ sẽ tái chiếm được cả Mosul và Raqqa, thành trì của IS ở Syria. Lễ hội trăng tròn thường niên tại Sơn Đông, Trung Quốc là sự kiện thu hút rất đông khách du lịch. Tới với lễ hội này, du khách sẽ được thưởng thức hàng nghìn chiếc trăng tròn với đủ màu sắc, hình dáng rực rỡ, hòa mình trong gió, tượng trưng cho mùa xuân tươi đẹp. Lễ hội trăng tròn năm nay tại tỉnh Sơn Đông tập trung hơn 10.000 chiếc trăng tròn tre, được trang trí với nhiều màu sắc rực rỡ, vô cùng bắt mắt. Những chiếc trăng tròn tre tưởng chừng là những vật rất thân thuộc hàng ngày, nhưng lại là thứ rất cuốn hút, đặc biệt là với trẻ con. Lễ hội này với sự quy tụ của hàng chục nghìn chiếc trăng tròn tạo ra một không gian vui chơi thật đặc sắc. Nếu như những chiếc cối xe gió tại Hà Lan là công trình của gạch và gỗ, thì những chiếc trăng tròn tại Trung Quốc, nơi cách xa hàng trăm nghìn km, lại là sản phẩm thủ công của giấy màu. Mối liên hệ giữa những chiếc trong tróng và những cối xay gió khiến nhiều du khách cảm nhận được không gian mở tại cả hai khu vực xa cách nhau về địa lý. Trước đó, tại thành phố Thành Đô, Trung Quốc, 400.000 chiếc trong tróng khác cũng được tạo hình khác nhau, tạo nên một không gian choáng ngợp cho khách tham quan. Những cảnh quay từ trên cao cho thấy Thành Đô trở thành một biển hoa đầy màu sắc. Thời tiết quá đẹp cùng với cảnh vật tuyệt vời nơi đây, không gian rất phù hợp cho các gia đình tham quan và vui chơi. Mùa đông lạnh giá sắp qua rồi và mùa xuân đang tới. Màu sắc rực rỡ của những chiếc trăng tròn này khiến mọi người cảm thấy hạnh phúc. Trong truyền thống của người Trung Quốc, những chiếc trăng tròn giấy là biểu tượng của lời chúc may mắn cho bạn bè và gia đình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.